Ok, chào mọi người. Hôm nay là gửi lên tiếp người một clip cần câu nha mọi người. Thì clip này thì đa phần là những cần câu ngâm nè. Bên đây là cần câu ngâm. Hai cây cần Kenjaki, cây cần này 27 ba đọt. Cần He Chi. Bên đây là cần lục nha mọi người, cần lục cho anh em câu lục, câu bạc bảy. Đó. Được vài cây thôi. Clip này được 10 cây nha mọi người. Đây, cây He Chi gốc trúc nha, nghệ nhân làm rất là đẹp. Rồi, để mình vô cụ thể lên từng cây cho mọi người xem, xếp bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗ không lấy lên đó thì anh em cứ gửi về trả shop nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Để mọi người cây số 1 nha. Thì cây số 1 lên cho mọi người một cây hàng siêu lức, một cây hàng hệ của Daiwa. Thì đây là một cây cần của Daiwa, cần Daiwa Kenjaki. Đây, một cây Kenjaki 6X. Đó. Thì đây một cần siêu lướt cho mọi người. Đó. Siêu lướt thì nó rất là mới. Đây. Cản cản gỗ nhé. Rất là mới. Phen là phen cầu, phen biển, phen dạ quang nhé. Nó chưa có dấu hiệu bị oxy hóa luôn nè mọi người. Đó, rất là đẹp. Bát là bát Pusi, tem vàng, phôi thì sẵn ít đỏ. Phen rất là đẹp nhé. Cho từng phen là xem luôn. Đây. Thì cái này dài 2m7, độ cứng là 80, chuẩn về cho anh em nào dạng câu ngâm, câu tra, câu chép, câu lăn xê. Dạng này về đánh bao lực đây. Đây, phen 13 của nó đây. Rất là xịn nhá, xịn và đẹp. Hiếm lắm mới về được một cây hai cây càng đẹp thế này. Đó. Thì loại Kenjaki này thì trên thị trường bây giờ nó rất ít rồi. Đó. Cần đẹp thì còn rất ít, đa phần những cây sẽ là xây xác nhiều. Càng rất là đẹp. Cây này thì nó nặng là 430 gram nha mọi người, nặng 430 gram, đọt là 3 ly 3, độ cứng 80. Cần ngoại hình theo cảm quan cá nhân đánh giá thì nó ra tầm khoảng 93-95% nhé. Rồi, giá công khai cây số 1 giá là 1 triệu 8 mọi người, 1 triệu 8 cộng ship cây số 1. Tiếp theo cây số 2. Cây số 2 vẫn là một cây hàng hệ. Thì đây vẫn là một cây hàng hệ của Daiwa. Đây, Daiwa. Thì đây vẫn là một cây Daiwa Kenjaki. Đó. Cán là cán gỗ nè. Cán gỗ nha, rất là đẹp. Thì cái này thì mình cũng mua chung với cây kia luôn. Đó. Săn hàng về nha mọi người. Đây, phen nó dạng phen cầu phân biển nha mọi người. Đó. Còn rất là đẹp. Và cây này thuộc dạng cần hiếm này. Đó, vì cây này nó cứng 200 lần nha mọi người. Cứng 200, dài hết 7. Bát là bát Pusi tem quang, phôi sẵn ít nè. Sẵn quang đỏ nha. Đây. Phèn đây, phèn dạng phân biển. Cần thì dạng siêu lướt này, rất là đẹp nên em yên tâm. Nên mọi người, cứng 200 và dài 2m7. Độ cứng 200 này thì có nước là anh em về câu dạng câu tra bò, câu ngâm, không thôi anh em câu biển mà anh em dạng câu máy điện á. Đó. Vì độ cứng 200 này rất là cứng nha mọi người. Càng siêu mới, siêu lướt. Đây, thiên ở đây. Đề 3, rất là đẹp. Thì cái này nặng là 535 gram. Đọt của nó sẽ là 4 ly 5 nha mọi người. Đọt 4 ly 5, carbon sáng ít. Nguyên đặc nguyên cây sản xuất rất là đẹp. Phen keo chỉ thì nguyên zin theo cần nha mọi người. Đó. Cây này thì cảm quan đánh giá cá nhân thì nó ra tầm khoảng 92% thôi nhé. Đó. Nhưng mà nó dạng không có vết xước nào lớn hết, tất cả đều rất là đẹp. Đó. Cứng 200, dài 2m7, chuyên về cho anh em săn hàng sưu tầm, rất là cứng, đè đè mình sức của mình để hết lóc mà như thế này thôi. Đó. Rất là xịn nhá. Rồi, giá công khai cây số 2 giá sẽ là 2 triệu 2 nha mọi người. 2 triệu 2 cộng ship cây số 2. Tiếp theo sẽ là cây số 3. Thì cây số 3 thì nó sẽ còn túi nữa nha mọi người. Thì cây số 3 vẫn là một cây hàng dài 2m7 nha mọi người, dài hết 7. Và cây này mình cũng lấy từ thị trường Nhật về. Đó. Đặc biệt là cây này nó sẽ là ba đọt nha mọi người, 2m7 ba đọt.
và ba độ cứng khác nhau. Đó. Tùy vào địa hình, địa điểm, chỗ nào mà nước chảy mạnh đó, thì anh em lấy độ cứng cao anh em công. Đó. Chỗ nào địa hình mà nước chảy yếu thì anh em lấy độ cứng mềm cho anh em công. Và cái này nó có 3 đọt, 1 đọt 1 ly 6, độ cứng sẽ là 30, 50. Đọt 2 ly 2, độ cứng sẽ là 60, 80. Đọt 2 ly 5, độ cứng sẽ là 100, 120. Phen, cái này số bộ phen là phen Fuji nha mọi người. Fuji nè, đó, đã sắm. Phôi sẵn ít nha. Phôi sẵn ít, quẩy quăng cá. Đây, rất là đẹp nha. Bát của nó sẽ là bát Fuji nha mọi người, bát Fuji, sang hết quẩy bằng cá nha mọi người, siêu đẹp, 3 đọt, 2m7 và hàng cực kỳ lướt. Đó. Đây, chiếc này lấy lô này đẹp cực kỳ nha. Đó. Hàng thì lựa từ cây từ Nhật về nha mọi người, nên cần rất là ok. Đó. Đặc biệt là cái này đọt của nó sẽ là đọt tháp nha mọi người, đọt tháp sẽ đi tinh, tăng độ tải của cần lên. Đó. Phen là nguyên zin hết. Đó, không lỗi phen nào hết. Đó. Cần thì anh em về câu yên tâm. Đó, dạ anh em câu lăng xê, câu ngâm, câu cha, câu chép, câu biển thì thả ra. Đó. Cái cây này thì anh em câu thì khỏi sợ đụng hàng với anh em nào luôn. Đó, rất là độc nha. Sáng nhất nha. Đây. Rất là đẹp càng. Rồi. Giá công khai của cây số 3 giá là 1.200.000 người, 1.200.000 cộng ship cây số 3 nhé. Ok, càng rất là đẹp, 3 đọt. Còn túi luôn nhé. Tiếp theo một cây số 4. Thì cây số 4 là một cây chuẩn về cho anh em có lăng xê. Đó. Thì cây số 4 là một cây càng carbon robustion gì nè mọi người. Đó. Và cái này mình cũng lấy từ thị trường Nhật về. Phôi của nó vẫn là phôi carbon nhé. Phôi carbon. Bát cũng là bát Fuji nè. Bát Japan nhé. Phen cũng là phen Fuji. Cặn thì cũng rất là mới rồi. Đó. Và cái này nó chỉ cứng có 30 thôi nha mọi người. Cứng 30, dài 3 mét. Cái này về cho anh em nào câu chép, câu lăng xê, câu cá chê, cá chim. Đó. Và anh em thích đánh cảm giác. Đầu lỏng của nó được bao... inox chống nổ nguyên zin nha mọi người, sơn nguyên zin rất là đẹp càng. Thì cái này nặng là 270g, đọt 2 ly 2, dài 3m. Rồi, giá công khai cây số 4 giá là 750k người, 750k một cây cần carbon rất là đẹp nhé. Còn túi nha mọi người. Tiếp theo cây số 5. Thì cây số 5 lên tiếp người vẫn là một cây hàng hệ. Và đây là một cây cần của thương hiệu nội địa Nhật. Một cây cần Sakura. Đó, một cây dạng hàng trưng bày. Phôi vẫn là phôi carbon. Phen của cây này số bộ phen là bộ phen xít hết nha mọi người. Bộ phen xít, phen bóng. Phen sư bóng rất là đẹp. Bát là bát Fuji. Cặn thì độ mới theo đánh giá cảm quan cá nhân thì nó gơ tầm khoảng 95% nhé, rất là mới. Đây. Và cây này dài 2m nha mọi người, dài 2m, độ cứng gơ tầm khoảng 30-50. Độ cứng 30-50 thì anh em có thể về câu cá hanh, cá cháp. Đó. Rất là cảm giác. Đây. Câu cá đổng nè, đó. Câu bóng đục. Đây, cái nút này thì nó đi theo cần luôn nhé. Đó, thì nguyên zin cho mình để vậy. Phen xít hết cho mọi người. Đó. Cây này đặc biệt là cái thương hiệu và cái bộ phen của nó rất là xịn. Đây, phen xít sứ bóng rất là đẹp. Đây, để tiếp tục. Đọt đây, cực kỳ cảm giác cho mọi người. Đó. Càng thì siêu đẹp đây. Đó. Lấy hàng nước đây. Rất là đẹp cho mọi người. Thì cái này dài là 2m, nặng là 205g, đọt của nó sẽ là 1 ly 5. À, 1 ly 5 nha mọi người. Và cái này đọt cứng ra tầm khoảng 30-50 nha. Đây, đọt nó cực kỳ nhạy như thế này. Đó. Độ nặng cực kỳ cao nhé. Phôi là phôi carbon. Rồi, giá công khai cái số 5, giá là 1 triệu nha mọi người. 1 triệu cộng ship cái số 5. Đó. Tiếp theo cái số 6.
Thì cây số 6 sẽ là một cây hàng siêu hệ luôn, à, một cây hàng hệ, một cây nghệ nhân. Chắc ít có cây thứ hai thế này lắm mọi người. Đó. Thì đây một cây cần của hãng Alpha Taco, một cây hàng nội địa, sơn giả trúc. Và cái gốc của nó sẽ là gốc trúc nha mọi người. À, gốc này gốc trúc được men Nhật làm rất là đẹp nè. À. Quẳng keo chỉ rồi đi đi keo mạ ở ngoài. Đó. Rất là đẹp. Thì loại này thì anh em kiếm cây thứ hai cũng rất là khó. Đây. Và đây là một cây cần he chi nha mọi người, một cây he chi chuyên về cho anh em có cảm giác. Bát là bát gòn luôn nha mọi người, bát gòn Fuji. Phiên của nó là phiên gòn loại xám nhé. Đây, phiên gòn loại xám. Đây. Khớp nối giữa trúc và carbon đây, họ làm sơn rất là đẹp. Ừ. Trên đây sẽ là carbon. Cần thì siêu lướt rồi. Cây này dài sẽ là 2m05 nha người, dài 2m05, nặng là 100, nặng 102g nha người, nặng 102g, đọt 1 ly 5. Đó, đọt 1 ly 5. Và cái này độ cứng ra tầm khoảng 10-15 thôi nha mọi người, độ cứng ra tầm khoảng 10-15. Cho anh em về câu hanh cháp cá đồng và anh em câu cảm giác thì thả ra. À, rất là xịn. À, sơn giả trúc và gốc trúc luôn. À. Anh em thấy cần sơn giả trúc thì rất là nhiều, nhưng gốc trúc mà gốc đẹp thế này thì về cũng rất ít. Đa phần gốc này thì chỉ có một cây thôi, chứ không có cây nào giống cây nào đâu. À. Đây, phen của nó đây mọi người. Đây, phen phen gòn hết nhá. Và đọt đây. Dạng siêu nhảy nhá, siêu nhảy và siêu nảy. Đấy đó, rất là nhảy. Cá ăn nhẹ đụng như là biết liền đó. Thấy không? Rất là đẹp cái gốc, rất là đẹp cho một cây cần. Rồi, giá công khai cây số 6, giá 1,3 triệu nha mọi người, 1,3 triệu cộng ship cây số 6. Rồi, tiếp qua đây. Và đây sẽ là bốn cây, bên đây là bốn cây cần lục nha mọi người, cần lục cho anh em câu bạc 7. Tiếp theo sẽ là cây số 7. Cây số 7 lên cho mọi người là một cây cần của Shimano, một cây Arocat. Cây này sẽ là 425 CST và một cây này một cây cần nội địa nha mọi người. Đó, 425 CST đây, cần nội địa. Đây, gốc cực kỳ đẹp này. Đẹp nha mọi người. Bát thì bát Fuji xin theo cần luôn. Chưa hạ lóng hạ bát gì hết. Fan là fan Fuji nha mọi người, fan Fuji. Fan này là dạng loại xám. Phen này cũng zin theo cần luôn, đó. Bu zin. Thì cây này có định vị nè, đó. Định vị lỏng nè, đó. Sẵn gần guốc nha. Đây. 425 CST. Cây này về cho anh em câu lục, câu bạc bảy, câu cá mèo hoa, câu bơm. Gọi sẵn. Rất là đẹp, nó chỉ có xây sát trước con mèo ít điểm thế này thôi. Đó, tất cả còn lại rất ok nha mọi người. Đó, thì anh em cần thì báo mình chụp hình cận cảnh đây nhé. Đây, rất là đẹp cái cây cần, chẳng gần gút nha. Đây, định vị. Đây. Đây. Rất là đẹp, đống này thì nó dạng xước con mèo nhẹ thế này nè. Đó. Cát nó vô dính thôi, chứ không có gì. Tất cả cái này đều rất là đẹp. Phen nguyên bản, phôi nguyên bản. Đó. Tọt này, nguyên bản hết nhé. Thì cái này nặng là 200, nặng là 410g, đọt 2 ly 5. Độ cứng là CX. Giá công khai cây số 7, giá là 2,5 triệu người, 2,5 triệu cộng ship cây số 7. Tiếp theo cây số 8. Cây số 8 lên cho người quẳng một cây cần của Splendor. Splendor thì cái này một cây FW, một cây đời đời mới bây giờ. FW nha mọi người. Thì cây này 425 EST nhé, 425 EST và cây này sản xuất tại China. Đó. Cây Splendor đỏ nè. Đó. Hàng thị trường Nhật. Gốc đây, nhìn cũng rất là đẹp nhá. Chỉ xước lông mèo nhỏ thế này. Đó, ít thôi. Đó. Bát là bát Fuji nè, bát là bát Fuji nhé. Ok,
keo chỉ nguyên zin chưa hà bát. Fan thì nguyên zin hết nhá. À, cái đời mới giờ thì nó sẽ là fan sheet nha mọi người. À, fan full sheet lỡ bóng nè. À, rất là đẹp. À, fan thì nguyên zin, coi nguyên zin hết luôn. À, đọc zin nè. Sẵn găng gốc nhá, định vị đầy đủ. À, định vị đọc nha mọi người. Lỏng trong đây nó cũng dạng sẵn găng gốc nè. Đó. Rất là đẹp. EX thì cho anh em về dạng câu chép, à, đầu lục đầu cần. Rất là ok nha mọi người. À, chục dù. Chỉ xước nhẹ thôi. Tất cả mọi người đều rất là đẹp. À, quá ok cho cây cần. Quá đẹp nha, sẵn gân gút cho mọi người. Đó. Lâu lâu mới về được mấy cây hàng hệ thế này, đẹp, hàng đẹp thế này. Thì cái này nặng là 400g, đọt 2.4 ly. Rồi giá công khai cây số 8, giá là 2.7 triệu nha mọi người, 2.7 triệu cây số 8. Cây này cứng ES. Tiếp theo cây số 9. Thì cây số 9 vẫn là một cây cần suspender. À, suspender. Thì cái này 405 nha mọi người, 405 CST. À, vẫn là của China sản xuất. Thì cái này thì cái gốc nó có xây sát đó mọi người. À, xây sát nha. Đây. Thì cần có xây sát thì mình bảo anh em xây sát thôi. Đó. À, bát cũng là bát Pussy, bát nguyên zin chưa hạ bát. Fan vẫn là fan Pussy, fan sheet nha mọi người. Đó, nguyên zin luôn nhé. Fan Pussy sheet nguyên zin. À, cứng CST thì anh em về đánh lục thả ra rồi. À, đánh lục bạc bảy. À, fan này nguyên zin nha mọi người. À, hồng hộp một ly luôn. À, càng sao thì bảo anh em vậy. Sống gần gút nhé. Rất là đẹp. Đây. Rồi, trong này, trong thì còn rất là đẹp luôn nha mọi người. Đó. Bông lưỡng. Cắt chì là ok. Lóng 2. Thường thì lóng 2 này hay bị xước nhưng mà cây này thì còn rất là đẹp nè mọi người. Đây. Soi kỹ giống người xem nè. À, rất là đẹp ha. Sẵn găng gút. Cứng CS thì anh em về câu lục thả ra rồi. Câu lục, câu bạc bãi. Đó. Rất là đẹp. Rồi, cái này nặng là 405g, dài 4m05, đọt 2.6 ly, cứng CS, giá công khai cây số 9, giá 3 triệu thôi nha mọi người, 3 triệu cây số 9, vì cái này nó có thể sát cái góc một tí. Tiếp theo cây số 10, thì cây số 10 là một cây cần, vẫn là một cây hàng hệ. Thì cây số 10 lên cho người là một cây cần của Daiwa, Rocaster, đó. Mọi người, subcutter chứ lòng cây đai qua subcutter carbon nít cơ nha mọi người. Một cây đai qua subcutter carbon nít cơ. Carbon nít cơ là cây nội địa nha mọi người, cây nội địa nhé. Fan là fan Pussy, fan sheet hết nha mọi người. Fan Pussy, fan sheet. Foil của nó là foil carbon trắng nít. Đây. Carbon đòn đen trắng nít. Cây chỉnh hàng hệ rất là đẹp. Bát của nó sẽ là bát Pussy, fan là fan Pussy ship. Và cây này nó cứng là 27 nha mọi người, cứng 27, dài 4m2. Đây, pho sáng ít nha mọi người. Cây này cho anh em về có bạc bảy có lục nè. Cây này thì nguyên zin nhé, bullshit nguyên zin, chống nổ đầu cần đầy đủ hết nên yên tâm. Rất là đẹp một cái cần. Cái này thì theo đánh giá cảm quan cá nhân thì ra tầm khoảng 93% nhé, rất là đẹp nhé. Subcutter hàng nội địa, tem đầy đủ,
đây qua. Đó. Bon giúp cơ. Quá ok cho cây cành. Thì cái này nó dài 4m2, nặng là 430g, đọt 3 ly 2 và giá công khai cây số 10, cây cuối cùng giá 2.8 rồi. 2.8 cộng ship cho cây số 10. À, một cây hàng siêu hại. Rồi, cảm ơn mọi người. Đó là tổng cộng 10 cây cành lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng cây nào có thể chốt, để lại shop số điện thoại, shop tự động liên hệ với mọi người nhé. Rồi, ok. Chào mọi người.